I bought a bunch of food randomly. Trời ơi. Yeah. Chào các bạn. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 11 giờ 11 phút sáng. 11 giờ sáng. Bây giờ mình ở chung cư Marina là ở thành phố Long Xuyên và mới mình đi mua đồ ăn mua thực ra mình không biết cái này là gì. Chuối nước một chai nước suối và không biết nhưng mà hôm nay trời rất là nóng, rất là giỏi. Dạ đúng. Ôi trời ơi. Sắp vô tình chạy tê. I almost fell down. Hôm nay là là ngày hôm nay thứ bảy, nhưng mà không biết là ngày 16 hay là ngày 17. Nhưng mà không sao đâu. Không biết, không sao, không hiểu, không sao. Là cái này là câu mình thường xuyên nói. Không hiểu, không sao đâu. Không hiểu, không sao. Là câu mình nói bình thường. Mọi ngày. Cho các bạn xem gym là phòng game phát âm của gym bằng tiếng Nhật là gì mình không biết. Tại sao từ không biết là từ mình nói mỗi ngày, không biết, không hiểu. Ôi trời ơi. Đẹp. Mà hôm nay ngày 16 hoặc 10 17 tháng 12 năm 2022. Dạ đúng. Hôm nay mình định học tiếng gì, học cả ngày. Bây giờ có một cuốn sách để học tiếng gì, để học tiếng gì. Mình càng học tiếng gì càng hiểu người Việt Nam nói tiếng gì. Mà bây giờ
à, hiện tại tình yêu của mình chưa đủ thành thạo. Ở Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, dòng miền Tây, nói hình ha, à, ví dụ, à, có thể nói hình có thể bây giờ không thể nói thành hảo. Trời ơi. À, ok. Xuống đi. À, no. Lên đi. Bye bye.